Thưa quý vị, chiều nay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã diễn ra hội nghị trao đổi hợp tác giữa các địa phương vùng Đông Nam Bộ quý 3 năm 2023. Hội nghị do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đăng cai với sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh thành Đông Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Phát biểu tại hội nghị trao đổi hợp tác quý 3 giữa các tỉnh thành Đông Nam Bộ, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhấn mạnh, vấn đề liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng ngày càng quan trọng. Sự phát triển của từng địa phương sẽ góp phần vào sự phát triển cho vùng, và sự phát triển của vùng cũng là động lực hỗ trợ sự phát triển của mỗi địa phương lẫn đất nước. Thỏa thuận hợp tác vùng Đông Nam Bộ có 12 nội dung phối hợp cấp vùng. Đến hết quý 3 năm 2023 đã thực hiện được 7 nội dung, còn 5 nội dung còn lại sẽ tiếp tục thực hiện trong quý 4 năm 2023 và năm 2024. Đối với các nội dung phối hợp cấp vùng, được quan tâm nhất là các dự án giao thông kết nối, đặc biệt là đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đã và đang được các địa phương xúc tiến triển khai. Bên cạnh các nội dung phối hợp cấp vùng, năm 2023, thỏa thuận hợp tác vùng Đông Nam Bộ có 39 nội dung phối hợp song phương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Đến nay, tất cả các nội dung đã và đang được thực hiện, đa phần thuộc lĩnh vực y tế, du lịch, xúc tiến đầu tư và một phần là lĩnh vực giao thông vận tải, quy hoạch. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác, lãnh đạo các địa phương đã trao đổi, thảo luận để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư, về tiêu chuẩn kỹ thuật chung, về quỹ phát triển hạ tầng giao thông vùng, về cơ chế chính sách đặc thù cho vùng Đông Nam Bộ nhằm thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ, hiệu quả hơn.